75 năm cuộc đời tôi đã chết từ năm 25 tuổi, rốt cuộc chúng ta đang sống hay chỉ là đang tồn tại? Quý vị thân mến, câu chuyện thật đáng được suy ngẫm, hãy xem và nhìn lại bản thân mình, con người rốt cuộc là đang chọn sống hay đang tồn tại? Cái gì đã khiến họ không thể sống như mong muốn? Lớp lớp đời đời, người trước bay người sau lối sống giống nhau, đó là vì sao? Một người không dám làm, không dám đi, không dám chi tiền, không dám cho đi, không muốn giúp người, không dám này, không dám kia, là bởi vì hai chữ sợ mất ngự trị trong đầu họ. Cuộc đời ấy trăm phần thất bại. Nếu đã sống, tại sao không sống thật rạng rỡ theo cách của riêng mình, làm việc mình thích, gặp người mình vui và theo đuổi con đường mình muốn? Chúng ta thật sự đã chết từ bao giờ? Năm 18 tuổi bạn vào đại học, đến năm 20 tuổi bạn học hết năm 2 và bắt đầu hối hận vì những hành vi ấu trĩ của mình của 2 năm trước, vì thế bạn bắt đầu nỗ lực. 22 tuổi bạn tốt nghiệp đại học, vì chuyên ngành của bạn không dễ tìm việc, mấy năm đầu bạn phải chạy xe ôm giao hàng nhanh, việc không nặng đầu óc nhưng mệt sức, bạn không thích công việc này. 24 tuổi bạn tìm được việc làm, công việc tiền lương cũng không cao, còn thường xuyên phải tăng ca đến tận đêm khuya, làm nhiều nhưng lương chẳng được bao nhiêu, bạn chán nản không thích công việc này. 26 tuổi bạn thấy những người xung quanh đều kết hôn rồi, tiền mừng mỗi năm càng nhiều, Tết âm lịch quay về nhà, cha mẹ đưa bạn thăm họ hàng, thực chất là đưa bạn đi xem mắt đối tượng, xem mắt 10 cô, lần nào bạn cũng cảm thấy cô này kém hơn cô trước một chút. 28 tuổi năm ấy, bạn gặp được một cô gái so với bạn không khác biệt nhiều. Các bạn câu được câu không nói chuyện. Cô gái nói rằng anh cũng không tồi. Bạn uống một ngụm coca và nói em cũng vậy. Bạn còn vẫn chưa quyết định có thích cô gái hay không. Hai bên gia trưởng đã chuẩn bị xong tiệc cưới. Trước khi kết hôn một tuần, bạn và bạn bè ra ngoài uống rượu. Bạn nói không muốn kết hôn. Bạn bè nói cậu ý chính là nghĩ quá nhiều, ai mà không sống như thế này. 31 tuổi, đứa trẻ được sinh ra, tiền khám thai viện phí tổng cộng hết 20 triệu, nhưng không sao cả, bạn nhìn con bạn và nghĩ có lẽ đây chính là sinh mệnh mới của bạn. 32 tuổi, đây là năm cả đời không muốn lặp lại nhất, trung bình ngủ 3 tiếng đồng hồ, đứa bé mỗi 1 giờ đều phải làm ồn một lần. Ngày hôm sau mang đôi mắt sưng húp đi tới chỗ làm, sếp nói bạn đi làm không chịu làm việc. Vợ cũng trách móc tại sao bạn không làm việc để lương bị trừ thế này. Bạn suy nghĩ hết nửa ngày không hiểu, như vậy thì ai mới là làm việc? Chiếc xe lái đã 3 năm, trở thành ngôi nhà chân chính của bạn. Bạn không oán giận giao thông tắc đường, bạn thậm chí bắt đầu hy vọng, tắc thêm một chút nữa đi. Về nhà bạn tắt động cơ, trên xe châm một điếu thuốc, đó là 10 phút hạnh phúc nhất mỗi ngày của bạn. Ở đầu xe là công danh lợi lộc, ở đuôi xe là củi gạo dầu muối. 35 tuổi, vì bạn sức khỏe ngày càng suy yếu, tăng ca ngày càng ít, tốc độ thăng chức ngày càng trở nên chậm chạp. Ngày đó tan làm, vợ nói với bạn con phải vào nhà trẻ, trường song ngữ một tháng hết 6 triệu. Bạn nhíu mày không nói, cô vợ cũng khó chịu ra mặt. Con nhà lão Vương 4 tuổi, một tháng 12 triệu, anh đã như vậy, anh muốn con anh cũng thất bại sao? Bạn không nói gì, quay về phòng lập tức lấy 12 triệu. Chỗ tiền này vốn dĩ là định mua quà sinh nhật cho mình, mua một cái máy tính mới. 38 tuổi con học lớp 1, giáo viên nói, đây là năm rất quan trọng, đánh dấu một nền tảng rất quan trọng. Bạn cười nói, đúng đúng, mong thầy chiếu cố giúp. Giáo viên tuyển sinh nhìn mặt bạn thấy bạn vẫn chưa hiểu nên nói rõ rằng, học phụ đạo một tháng 5 triệu. 40 tuổi con học lớp 3, giáo viên bảo lớp 3 rất mấu chốt, chuyển tiếp rất quan trọng. Bạn cười nói, đúng vậy, tôi đang định lại đăng ký thêm lớp bổ túc. 44 tuổi con học cấp 2, có ngày về nhà con nói với bạn, ba, con muốn học piano. Bạn cũng không do dự nữa, bạn cho rằng mấy năm nay bạn đã quen với việc từ chối con rồi. Thế nhưng cậu bà bây giờ không mua nổi, lại không thể nói nên lời. Cũng may con tương đối hiểu chuyện, con bảo rằng, ba, không sao đâu, nếu không thì con học đàn sáo trước cũng được. Ba nhìn thấy con hiểu chuyện đến vậy, lại thấy vui vui trong lòng. 46 tuổi con học một trường phổ thông không tốt không xấu. Có ngày bạn đang trong buổi họp, nhận được cuộc gọi của giáo viên. Ở trong điện thoại, thầy bảo con bạn ở trường đánh nhau, bảo bạn tới trường một chuyến. Bạn liền vâng vâng dạ dạ,
xin lãnh đạo còn nhỏ hơn bạn tận 5 tuổi ra ngoài. Đến trường thì lại bị giáo viên giáo huấn cho một hồi, lời văn đơn giản chính là các vị làm cha mẹ chỉ biết làm việc, không dành thời gian với các con. 50 tuổi con vào đại học, cạnh tranh rất khốc liệt, con thi vào một trường đại học trọng điểm. Chuyên ngành con bạn học bạn có chút không hiểu, bạn chỉ biết rằng công việc chưa chắc đã dễ kiếm được. Hơn nữa học phí còn rất đắt, bạn cùng con tâm sự lúc đêm khuya, chuẩn bị nửa cân rượu trắng, một đĩa lạc. Bạn nói những lời bạn từng ghét nhất. Bạn dặn con nhất định phải suy nghĩ đến công việc sau này, chọn chuyên ngành hot nhất, sống được so với yêu thích càng quan trọng hơn nữa. Bố con từ giao lưu biến thành khắc khẩu, bạn phát hiện bạn đã già rồi, già tới mức không đánh nổi được đứa bé 18 tuổi này. Bạn nói không lại nó, bạn chỉ có thể nói bố là bố của con. Con nhìn bạn dù biết tranh luận nữa không có tác dụng, tiệc rượu cuối cùng xác lập uy nghiêm của bạn tan rã trong sự không vui. Bạn nghe không rõ, dường như khi con bạn quay người bước trên đường có nói một câu, con không muốn sống một cuộc đời như ba. Bạn bật khóc, 50 tuổi rồi, nhất định là rượu quá cay phải không? Nhất định là rượu quá cay rồi. 55 tuổi con đi làm, dường như cũng có chút hiểu bạn. 56 tuổi con bạn cũng kết hôn, bạn hỏi con có thích cô gái ấy không? Con ngẩn ra đáp, cũng thích ạ. 60 tuổi vất vả cả đời, muốn nghỉ ngơi một ít, người ở bên cạnh mình cũng trải qua 30 năm rồi, bạn vẫn như trước, không rõ cô ấy thích bạn không. Bạn và cô ấy bắt đầu tính đường đi du lịch, đã nhiều năm như vậy, cả hai vẫn bất đồng, vẫn cãi nhau. Rồi đầu cũng vào đấy, tất cả đã chuẩn bị xong, thì con bạn nói, ba má, chúng con bận rộn quá, giúp chúng con trông con nha. Bạn rút vé máy bay lại trở về như 30 năm trước. 70 tuổi con bạn cũng trưởng thành, không cần lo lắng mỗi ngày. Bạn hạ quyết tâm, nhất định phải đi chơi một chuyến. Nhưng mà cây gậy ở bên tay chỉ có thể giúp bạn đi tới hoa viên dưới lầu mà thôi. 75 tuổi bạn nằm trên giường bệnh viện, tỉnh lại sau hôn mê. Xung quanh đầy người, bạn mơ mơ màng màng trông thấy bác sĩ lắc đầu, người chung quanh thần sắc trang nghiêm. Bạn nhận ra bạn sắp chết rồi, bạn không có chút sợ hãi. Bạn đột nhiên tự hỏi, ta thực ra đã chết từ lúc nào? Bạn nhớ đến năm 25 tuổi, hóa ra lúc đó bạn đã chết rồi. Trước lúc lâm chung 3 giây, 75 năm cuộc đời bạn tua ngược lại về trước. 1 giây, 2 giây trôi qua, mặt bạn không chút cảm xúc. Giây thứ 3, bạn đột nhiên mỉm cười. Đó là năm 15 tuổi, bạn trông thấy một cậu bé đang gặm ổ bánh mì, đeo cặp đi theo một đám học sinh khác. Cậu bé ấy đi qua ban công cô bé nhà bên, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ. Đó là cô bé mà bạn thầm thương năm 15 tuổi. Bạn nghĩ không ra nàng trông như thế nào, bạn cố gắng nhớ lại. 3 giây trôi qua, người bên cạnh đột nhiên gào khóc, bạn rơi vào màn đêm không hay biết gì nữa. Đừng tự sát ở tuổi 25. Cuộc sống 75 năm nghĩ thì tưởng như rất dài, nhưng thực chất vô cùng ngắn ngủi. Đến khi đã già, liệu chúng ta đã thực sự hoàn thành được bao nhiêu kế hoạch mà mình mong muốn? Ý nghĩa của cuộc sống không phải chúng ta sống được bao lâu, mà là chúng ta thấy được và làm được những gì. Có một câu nói trên mạng như thế này, thời điểm tốt nhất không phải ngày mai, càng không phải 10 năm sau, mà chính là bây giờ. Nếu như có việc muốn làm, có mục tiêu muốn đạt được, tự nhiên chúng ta sẽ thấy thời gian của mình thật ít ỏi. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình, chăm chỉ tiến tới ngay từ hiện tại để không phải hối tiếc khi tuổi đã về già. Chết ở tuổi 25 và chôn cất ở tuổi 75, cuộc đời của bạn có như vậy không? Đây là câu nói nổi tiếng của chính trị gia, nhà khoa học người Mỹ Franklin. Cái gọi là chết ở đây là chỉ sự phai nhạt của niềm đam mê, của những giấc mơ nhiệt huyết, chỉ cái chết tinh thần. Khi chúng ta đánh mất cuộc sống phong phú rực rỡ, bị cuốn vào guồng quay công việc mỗi ngày, sống trong khuôn mẫu cứng nhắc cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Cho dù đôi lúc muốn thoát khỏi sự nhàm chán vô vị ấy, thì cuối cùng chúng ta vẫn lặng lẽ bỏ cuộc vì muôn vàn lý do như mình đã quá già, mình đã hết tuổi làm liều, bây giờ đã quá muộn để thay đổi. Cho dù chưa bước vào nửa sau của cuộc đời, họ đã sớm chối bỏ hy vọng và tự nhận định mình sẽ chỉ có thể tiếp tục sống vô vị như thế suốt phần đời còn lại. Nhưng trên thực tế, miễn là chúng ta bắt đầu nỗ lực,
Dù là 40 tuổi, 50 tuổi hay 70 tuổi thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Bạn nên biết rằng Obama về hưu ở tuổi 55 nhưng Donald Trump đến 70 tuổi mới bắt đầu giữ chức vụ Tổng thống. Tiếp tục phàn nàn mà không hề bắt đầu nỗ lực chăm chỉ thay đổi hiện trạng, bạn chỉ đang lãng phí cơ hội của ngày mai và giết chết kỳ vọng của hôm qua. Nếu đã tồn tại, tại sao không tồn tại theo cách rạng rỡ nhất của riêng mình? Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.